chú. Cô mua giùm con đi cô. Cô mua hả? Dạ cảm ơn cô. Chị mua giùm em đi chị. Chị mua hả? Dạ cảm ơn chị. Sao từ sáng tới chiều mà không bán được cái bánh nào trơn vậy ta? Tự nhiên nhìn mình giống như cô gái băng diêm quá à. Mọi người có biết cô gái băng diêm không? Để mình gọi cho nghe nha. Có một cô gái bán diêm, quán từ sáng tới chiều, cô không bán được que diêm nào cả. Cô lạnh quá liền nép mình vào một góc tường. Cô liền quẹt một que diêm. Bỗng nhiên trước mặt cô hiện ra một cái lò sưởi. Chị để đây có lò sưởi miễn phí nè chị. Em ơi đây có lò sưởi miễn phí nè. Ấm quá chị ha. Em ấm không em? Dám quá. Bỗng nhiên trong chớp mắt lò sưởi biến mất, không còn chị em nữa rồi. Cô lại quẹt diêm thứ hai. Bỗng nhiên trước mặt cô hiện ra một bàn ăn thịnh soạn. Ngon quá. Chị lại đây ăn với em nè chị. Em ơi em lại đang ăn với chị nè em. Chị ơi chị dùng với em chùm nho đi chị. Em ăn đùi gà đi em, ngon lắm á em. Chú Đan Nghĩa ơi, dùng với con chùm nho đi chú Đan Nghĩa. Cô Cẩm Ly ơi, dùng với con ly nước ép dâu đi cô Cẩm Ly. Cảm ơn con. Trời ơi. Chú Giao Ly Trần ơi, dùng với con ly kem đi chú. Bỗng nhiên trong chớp mắt bàn ăn biến mất, cô lại quẹt diêm thứ ba. Bỗng nhiên trước mặt em hiện ra một cái thông Noel. Xin có bao, xin có bao, xin có họ được quay. Xin có bao, xin có bao, xin có bao. Chị là đây chơi Noel với em nè chị. Em ơi em, ở đây chụp hình với chị nè em. Chị chụp giùm em tấm hình nha chị. Em, ở đây chụp hình với chị nè em. Đẹp kỹ cái tim nha, đẹp cho đẹp. Rồi, gọi chị với em lại chỗ nha. Rồi, em qua đây, chị ở đây. Rồi. Chị chụp giùm em tấm hình nữa nha chị. Em, mình lại chuông mở lên nha cho nó đẹp. Rồi, em cảm ơn chị. Bỗng nhiên, chồng chớp mắt, cây thông Noel biến mất, không còn chị em nữa rồi. Alo, đại lý chân giò bét ra tóc hành trang xinh nghe đây. Hả? Em hứa là em sẽ bánh cho chị chiều nay hả? Chết rồi, hồi nãy giờ em lên nhiều kiện em quên rồi. Để em giao liền cho chị nha chị. À, chị có biết câu chuyện cô gái băng diêm không nha chị? Dạ, để em kể chị nghe nha chị. Ngày xưa Dạ, em xin lỗi chị. Dạ, em giao liền nha chị. Bye bye, tao mình can đi vô bánh đây. Ai chân giò tiết gai hôm nào. After all these years you'd like to meet. Trời đất ơi, kéo cái vali à. Everything. Hôm nay là ngày cuối cùng mình được ở đây. Buồn quá. Hello. Trang ơi. Dạ, ba kêu con. Mà sáng giờ con đi đâu vậy hả? Dạ, con đi chợ. Cái gì? Con bận bộ đồ này đi chợ. Dạ. Thì đó, con đâu có biết bạn bộ đồ này vào gì nào đâu. Mà sáng nay con bạn bộ này đi chợ. Thôi mệt bà quá bà ơi.
Rồi đi chợ rồi mua gì đâu, đưa cho ba coi coi. Nè ba. Đây. Ủa sao đồ chơi của con không vậy? Hay thì con bán đồ chơi mà. Trời đất ơi, đồ chơi của con mắc mớ con đem đi bán chi? Thì đó, mai là gia đình mình đi lên thành phố rồi, cho nên trò chơi này đâu còn chơi được đâu. Cho mấy cái trò chơi này bán hết luôn đi cho rồi. Ủa, bộ con giận ba hả? Dạ không. Thôi được rồi, ba cũng muốn ở dưới quê lắm, nhưng mà mình phải lên thành phố để mình tân tiến hơn, mình văn minh hơn, cho người ta khỏi nói mình là hai quê, nhà quê này, hai lúa này. Được không? Con biết không? Con hiểu không? Hả? Đâu có đâu ba. Con ở dưới quê á, cũng đâu có quê lắm đâu, cũng đâu có hai lúa đâu. Con á, con biết nhảy giống như ngoài phố, để con nhảy cho ba xem nhé. Music. Mình đẹp lắm đó, miền Tây quê hương ai về, ai gió ai thương. Vượt quá lông ăn chân đào, hương lúa còn dương. Tiền giao mỹ thò cái bè, rò con thành phương. Rành miếu xây câu đường về, bắt che đăng hương. Bà ơi, con đuối với bà ơi. Mà bà ơi, bà thấy con hát hay không ba? Con gái ba hát hay. Ủa, ba buồn hả? Thôi ba đừng buồn nữa, ba buồn cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mình là đàn ông con trai mà buồn cái gì không biết nữa. Ba buồn như vậy á, làm sao ngày xưa ba cưới được vợ không biết nữa. Cái bà nhiều chuyện này. Ba tự hào về con lắm con gái. Ba cũng rất tự hào về ba. Ba ơi, con đang nghĩ ba là mong cho con ở dưới quê đi đi mà ba. Thôi được rồi, bây giờ nha, ba thấy con cũng muốn ở dưới quê lắm, vậy để ba sắp xếp công việc xong, sắp xếp hết mọi thứ rồi gia đình mình ở dưới quê luôn, không lên thành phố nữa, được không? Dạ chịu. Được rồi. Yeah, được rồi. Mời thí sinh Nguyễn Hạnh Trang. Khi một trong hai danh hài tươi cười. Con tên là gì? Dạ con tên là Nguyễn Hạnh Trang. Thời gian 60 giây bắt đầu. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Kính thưa toàn thể quý vị quan khách. Kính thưa quan viên hài họ. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu. Và ngày hôm nay nếu được bà con trong làng, tôi xin thành thật khắc cốt ghi tâm toàn thể chư vị cái tiên tôi, và tôi xin đạt được hình pháp để quý vị đạt được danh vọng. Vì sao có thể nhận được chức xã trưởng khi đó có lòng danh dự, đồng thời đó còn là một cái trách nhiệm của tôi. Và tôi biết được đó sẽ là một cái năng triệu trên đôi vai này. Vâng, sự phát triển của hiện tại. Vâng, và đời sống thì có thể nói rằng có thể đến được với những cái gì gọi là tầm cỡ vi mô. Và trên, vâng, thưa quý vị có thể nói rằng trong tương lai gần. Và tất cả đúng đơn những sự như vậy. Vâng. Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng của chúng tôi đây.
mừng con được 2 triệu đồng ạ. Hồi nãy giờ cũng nhái mấy người trong cái đoạn vừa rồi. Một à? Dạ chú Trấn Thành. Có lấy lái cô chị Phi Thanh Vân nữa nghe. Không. Tại chắc do cái giọng đó thôi. Rồi, do cái giọng. Tại vì biết sao, cái tuần này là tôi diễn, tôi đóng vai xã trưởng, một cái ông mà phát biểu mà ngớ ngẩn, nói mà cái câu văn nó không có nghĩa. Nhưng quan trọng là lúc tôi nói là tôi làm cho cái câu văn nó không có nghĩa mà nói rất nhiều. Mà con bé nó học thuộc được cái đống đó mới ghê thiệt. Cái đống đó nó không có nghĩa. Còn học thuộc luôn á hả? Dạ. Trời, ghê thiệt, lợi hại. Rồi, 60 giây bắt đầu. Huy ơi là Huy, bà già cả rồi, mà sao con không chịu ở nhà giúp đỡ bà vậy hả Huy? Mà sao con đi hoài vậy hả? Huy ơi là Huy. Huy! Mày là cái thằng vô dụng, mày chả làm được cái gì cả. Mày là cái thằng vô tích sự. Bà đang nói mày đấy. Mày nhìn bà mày này. Bây giờ mày nói xem mày làm được gì. Hả? Mày nói cho bà mày nghe coi. Hả? Lúc trước mày giả vờ yêu, còn bây giờ mày giả vờ điếc à? Chịu. Mấy chửi mà chịu. Chửi mà đầu tư vậy chịu. Tại vì đó, cái này nếu người khác diễn thì không cười, nhưng mà tại vì con nhấn nhá quá đã đi. Đúng. Nên nó cười. Chứ còn giả vờ yêu giả vờ điếc thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà con nhấn mà con diễn thật, con hóa thân thật. Tại vì quan trọng là con ra người ta tin con là bà già thiệt. Đúng rồi. Đó, hơn thua nhau là cái thiệt hay không thôi. 10 triệu. Tiền quá trời tiền, không biết là gì chứ. Lấy 10 triệu về phải không? Đi tiếp. Tiếp hả? Đi tiếp. Trời ơi, bỏ chú lại. Anh Hà Nam Giang ơi, mới bài em thôi. Bây giờ xuống dưới nè. Xưa mà giả vờ điên, giờ mà giả vờ điếc ha. Ừ. Rồi coi, sẵn sàng nha. Dạ. 60 giây thời gian, bắt đầu. Cái hôm bữa tôi đi lên chiếc xe buýt, cái không có chỗ ngồi, cái nó bắt tôi đứng đu vậy nè. Cái thằng tài xế nó chạy 180 cây số một giờ. Mắc cái gì mà nó thắng gấp là cái thạc. Trời ơi, lụng nhằn công tại phía trước. Ông quay qua ông nó quá trời luôn. Ông nói bây giờ sister, tôi hết tí tập ta. Bây giờ tôi nói một chữ má tôi còn không hiểu nữa. Bây giờ ông biết nói tiếng gì hay không? Nó không trả lời là mình biết là người ta chỉ nói được tiếng Anh thôi. Mình phải ứng khẩu với người ta. Đêm thôi người ta nói mình khi dễ đúng không? Con tôi nó dạy 3 chữ viết nô kê nấu liền mà. Nó nhờ nói vậy mình bị cảnh sát bắt đó. Biết sao bị cảnh sát bắt không? Quýnh lộn. Trời ơi tôi nó hiệt nghiệt ngã. Cái thằng Tây nó rớt cái bóp tiền. Nó quay qua nó hỏi: ê mày có lấy bóp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Vẫn đã chiến thắng vang rồi. 20 triệu. Biết sao? Con chị của chị Hương đúng không? Của tôi luôn. Ủa vậy hả? Mà cái con dễ thương, con nhái một nghệ sĩ mà con mang lại cái sự tích cực, con nhìn thấy dễ thương. Mà quan trọng bé đáng yêu. Mà quan trọng như này Giang. Nó nhái đúng từng chữ một mới ghê. Mà nhịp nhàng lắm. Nó nhai nát cái đĩa đó. Con có khả năng biểu diễn rất là tốt và khả năng bắt chước là một trong những khả năng của nghệ sĩ cần phải có. Phải có làm nghệ sĩ được. Tất cả những nghệ sĩ hài đa số họ đều sao chép cuộc sống lại thôi. Dạ. Cái yếu tố bắt chước là cái yếu tố hàng đầu của một diễn viên hài. Dạ. Phải sao chép được. Trời ơi. Giỏi quá. Yes. Trả không? No. Ê mày có lấy bắp tiền của tao không? Yeah. Bây giờ mày trả không? No. Tao đập vô mặt mày nghe. Ok. Cái thái độ đó. Cứng là cứng cái thái độ của nó đó.